Xin được chúc mừng những ai mà có ba cái nốt ruồi này, bởi vì nó sẽ dự báo lên những cái điều cực kỳ là tốt đẹp trong cái cuộc sống cũng như là về hậu vận. Các bạn hãy cùng lưu video để kiểm chứng nhé. Thứ nhất đó là nốt ruồi hõm cổ. Xưa nay người ta vẫn quan niệm rằng là nốt ruồi hõm cổ thì đào hố cho tiền, đúng không? Người có nốt ruồi hõm cổ ấy thì đa phần là rất là được mọi người tin tưởng về mặt tiền bạc, hay đưa tiền bạc cho giữ hoặc là trao gửi tiền bạc để làm ăn kinh doanh. Và cái nốt ruồi thứ hai ấy, cũng cực kỳ là may mắn, đó chính là nốt ruồi ở trong lông mày. Người xưa thì vẫn quan niệm rằng là nốt ruồi ở trong lông mày là ngọc ẩn trong mây, đúng không? Thường ấy, gặp cái nốt ruồi ngọc ẩn trong mây như này thì xét về mặt ý chí và cái ý thức làm việc ở trong cuộc sống của những người cao hơn. Và theo đó ấy, họ rất là dễ được tin tưởng và được giao cho những nhiệm vụ quan trọng trong công việc, mặc dù là họ có thể là không có quá là tài giỏi. Và cuối cùng đó chính là nốt ruồi ở dưới cằm. Trong nhân tướng ấy thì dưới cằm được gọi là địa cát. Nơi đây ấy, thì quản cái vấn đề về đất đai, địa sản, nhà cửa. Nếu mà dưới cằm có nốt ruồi, thậm chí rằng là mọc lông lên ấy, thì ở đây là những người mà rất là giỏi trong cái việc là kinh doanh, buôn bán, đầu tư về đất đai, nhà cửa. Thường ấy là những người này dự báo là họ vận sẽ có khá là nhiều điền sản, đất đai, nhà cửa, đúng không nào? Các bạn có biết ai có ba nốt ruồi này không? Hãy cùng kiểm chứng nhé. Thế còn nếu mà muốn đặt lịch để xem tử vi nhân tướng phong thủy ấy, thì hãy nhắn cho tôi nhé.